Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Trước đây chúng ta được nghe nói khi mà chúng ta đọc lịch sử của Trung Quốc ngày xưa, chúng ta biết có Ngài Khổng Phu Tử. Trong cái bài nói chuyện gần đây của giáo sư Nguyễn Châu, giáo sư có nói đến Việt Nam chúng ta có La Sơn Phu Tử và có Tuyết Giang Phu Tử. Tuy nhiên có một số quý vị độc giả cũng đặt thắc mắc với giáo sư Châu là liệu chúng ta có hàng giang phu tử, chứ như vậy là lịch sử Việt Nam có ba vị phu tử chứ không phải là hai vị phu tử như giáo sư Nguyễn Châu đã nói chuyện trong một bài nói chuyện trước đây. Xin Nguyễn Xuân Nam rất là thắc mắc, phu tử là gì? Thực sự ra phu tử là gì? Thế nào được gọi là phu tử? Và tại sao Trung Quốc chỉ có một và Việt Nam tới hai ba? Phải chăng Việt Nam văn minh hơn, có nhiều phu tử hơn Trung Quốc? Thì điều đó có phải là sự hãnh diện của dân tộc Việt Nam hay không? Thì đây là vấn đề mà chúng tôi mời giáo sư Nguyễn Châu đến thưa chuyện của tất cả quý vị. Hôm nay thì ngoài cái việc định nghĩa phu tử là gì? Tàu có bao nhiêu phu tử và Việt Nam có bao nhiêu phu tử? Thì chúng tôi sẽ mời giáo sư Nguyễn Châu nói cái một trong vị phu tử của Việt Nam đầu tiên. Đó là Tuyết Giang Phu Tử. Xin mời giáo sư Nguyễn Châu gửi lời chào quý vị. Và bắt đầu từ giáo sư. Dạ, kính chào quý khán thính giả của Cali Today. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái vấn đề phu tử trong lịch sử Việt Nam. Thì có thể nói là thế này, sở dĩ mà chúng ta đặt vấn đề phu tử là bởi vì cái vị phu tử mà gần đại nhất á, là đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong sự nghiệp chống xâm lăng, đuổi quân Thanh của vua Quang Trung. Thì trong cái bài nói về Gò Đống Đa và chiến thắng của vua Quang Trung, thì chúng ta đã nhắc đến một danh sĩ đất Nghệ An thế kỷ thứ 18, đó là ông Nguyễn Thiệp. Ông Nguyễn Thiệp được vua Quang Trung, Nguyễn Huệ cũng như là các môn đệ đã tôn xưng La Sơn Phu Tử. Thì như vậy đó, tính ra là chúng tôi đã trình bày là trong lịch sử Việt Nam có hai vị phu tử. Vị thứ nhất là Tuyết Giang Phu Tử, tức là Nguyễn Bình Khiêm, thế kỷ thứ 15, tên Huy là Nguyễn Văn Đạt, từ là Hành Phụ, tức là Bạch Vân Cư Sĩ. Nguyễn Bình Khiêm được nhiều người hâm mộ vì tư cách đạo đức, về tài thơ văn và nhất là một nhà giáo rất là danh tiếng của thời kỳ Nam Bắc Triều, tất nhiên là Lê Mạc Phương Trăn. Ông cũng nổi tiếng về những lời tiên tri về các biến cố lịch sử của Việt Nam. Các môn sinh đã tôn xưng Nguyễn Bình Khiêm là Tuyết Giang Phu Tử, và ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhiều nhất đến lịch sử và văn hóa Việt Nam trong thế kỷ thứ 16. Thì cái vị phu tử thứ hai mà chúng tôi nhắc tới đó là La Sơn Phu Tử, tức là danh sĩ Nguyễn Thiếp. Nguyễn Thiếp từ là Hải Xuyên, sinh năm 1723 tại làng Nguyệt Ao, huyện La Sơn, tỉnh Nghệ An, nay thuộc Đức Thọ và tỉnh Hà Tĩnh. Là một ẩn sĩ, nhưng mà uy danh của Nguyễn Thiếp vẫn lan tỏa khắp nước. Cho nên ông Nguyễn Huệ khi mà đã đứng lên để mà điều khiển đất nước, thì Nguyễn Huệ đã nghe danh và quyết tâm làm thế nào để mời cho được Nguyễn Thiếp ra giúp nhà Tây Sơn. Ông Nguyễn Huệ đã ba lần viết thư gửi cho Nguyễn Thiếp xưng là gửi thầy, với mong ước được có thầy mà học hỏi. Theo sách La Sơn Phu Tử của Hoàng Xuân Hạng, thì trong lịch sử giáo dục của thế kỷ thứ 16 và 18 của Việt Nam, có hai người thầy được học trò suy tôn là phu tử, đó là Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bình Khiêm thuộc xứ Đông, tức là Hải Dương và Hải Phòng, và La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, xứ Hồng Lam, Nghệ Tĩnh. Sự ham mê nghiên cứu của các cái vị này được gọi là phu tử là ham mê về giáo dục và lý học, cùng sự vận dụng chúng vào thực tiễn đời sống, như là tiên đoán thời thế, hậu vận quốc gia, khiến người đời khâm phục. Hai ông đều là những người thầy mẫu mực, tâm huyết về việc đào tạo học trò thành tài để phụng sự vương triều và đất nước. Thì đó là chính lý do đưa tới cái việc tôn xưng là phu tử. Nói cách khác, cái người được tôn xưng là phu tử phải là một người thầy trong cuộc đời,
người có một cái đường lối giáo dục, có một triết lý về giáo dục để làm thế nào đào tạo con người trở thành ích quốc lợi dân, thì như vậy thì mới là tôn xưng phụ tử. Cho nên khi mà chúng ta đặt vấn đề có hai vị phụ tử của Việt Nam và một vị phụ tử của Trung Hoa, cái điều này không phải là cái vấn đề đất nước chúng ta nhiều phụ tử hơn, tất nhiên là chúng ta có những cái trí tuệ nó cao hơn, cái này không có phải. Là bởi vì chỉ có những người cùng có cái chính sách giáo dục, cùng biết cách đào tạo con người, và cái chính sách được thế giới công nhận. Cũng như là cái vị mà phụ tử của Trung Hoa, tức là khẩu phụ tử, nó không còn là thuộc của người Tàu nữa, không còn của Trung Hoa nữa, mà nó đã được thế giới coi như là một người chung của vũ trụ. Và khẩu phụ tử đã trở thành một cái người được tôn xưng là vàng thế sư biểu. Làm cái chính sách giáo dục của ông ta thì đời nào cũng phải tuân theo. Bởi vì sao mà chúng ta thấy như vậy? Cái tam cương ngũ thường là những cái tiêu chuẩn của vũ trụ, không phải là của cái riêng nước nào hết. Bởi vì con người sống trong cuộc đời thì phải có năm điều. Thường là gì? Thường là không thay đổi trong không gian, trong thời gian. Tức nghĩa là nơi nào thì cũng phải năm điều đó. Con người thì phải có lòng nhân. Con người sống muốn cho xã hội ổn định thì phải có nghĩa. Và muốn có nghĩa có nhân thì cái trục của cái bánh xe đó phải là chữ tín. Con người không có lòng tin, không tin vào mình, không tin vào người, thì xã hội sẽ sống trong nghi ngờ, hồ nghi, và như vậy không có thể nào có sự bình yên. Đó, thì nhân nghĩa lệ. Nhưng mà muốn biết ba cái đó thì con người phải học, phải có trí. Có trí mới biết là ở đâu là tín, ở đâu là nghĩa, ở đâu là nhân. Đó, cho nên nhân nghĩa lệ trí. Và cuối cùng đó, cái tín là giống như trục của chiếc xe. Chiếc xe dù cho tốt đi nữa mà không có trục thì không có thể nào mà lăn bánh để mà di chuyển được. Cho nên cái triết lý về giáo dục của Khổng Phu Tử cũng như là cái triết lý về giáo dục của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bình Khiêm và của La Sơn Phu Tử, thì trong đó cái trục vẫn là một, đó là chữ tín và nhân nghĩa lễ trí tín. Tất cả những cái đó đều phải có cái trục mà nối lại với nhau. Thì hôm nay chúng tôi xác nhận rằng sau khi mà đã định nghĩa và đã xác định thế nào là một vị phu tử, thì chúng ta thấy rằng Việt Nam có hai vị phu tử rõ ràng. Là bởi vì sao? Khi mà nói về Nguyễn Bình Khiêm thì có một cái vị độc giả ở trên lấy trên internet xuống một bài như thế này. Cái bài đó ghi nhận rằng là có thêm một ông nữa là Hàng Giang Phu Tử, và xác định tên ông ta là Nguyễn Văn Chính, là con trai trưởng của cụ Nguyễn Bình Khiêm. Thì sợ gì mà có cái điều này, là vì đã có người chỉ sửa hai chữ cư sĩ thành chữ phu tử, là vì họ không nắm được cái ý nghĩa, cái định nghĩa của chữ phu tử. Đây là cái đoạn văn đã đưa tới một cái nghi vấn về vị phu tử thứ ba. Khi về trí sĩ, ông Dừng Ám Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch Vân cư sĩ, mở trường dạy học bên cạnh sông Tuyết. Do đó học trò gọi ông là Tuyết Giang Phu Tử. Bạn của ông là những người danh tài lội lạc một thời như bạn nhạc Bùi Doãn Đức, Thám Hoa Nguyễn Thừa Hưu, Thư Quốc Công Thường Thư Tràng Nguyên Nguyễn Thiện. Học trò của ông có nhiều người nổi tiếng như Nguyễn Dự, tác giả truyền kỳ Mạn Lục, Thường Thư Bộ Lệ Lương Hữu Khánh, Tràng Bùng Phùng Khắc Quang, Quốc Công Nguyễn Quyền, Thường Thư Bộ Hồ, Tràng Nguyên Giáp Hải, Tiến sĩ Trương Thời Cử, Tiến sĩ Đinh Thời Trung, Hàng Giang Phu Tử Nguyễn Văn Chính. Đó là từ cái đoạn văn đó, người ta đã thêm vô một phu tử nữa. Trong từ điển mở, thì Nguyễn Bình Khiêm, quần về Nguyễn Bình Khiêm thì viết như thế này:
Trong những năm trị trì cùng với thời gian quy ẩn tại quê nhà, ông đã cho dựng An Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, lập quán Trung Tân, làm cầu Nghinh Phong, trường xuân cho dân qua lại thuận tiện và mở trường dạy học cạnh sông Tuyết, còn có tên là sông Hàn, bởi vì Tuyết Giang, Hàn Giang là một tên. Vì vậy mà về sau các môn sinh tôn ông là Tuyết Giang Phu Tử. Học trò của ông có nhiều người hiện đạt sau này như Vũ Khách Khoan, Lưu Hữu Khánh, Trương Thời Cự, Đinh Thời Trung, Hàn Giang Cư Sĩ Nguyễn Văn Chính là con trai đầu lòng của ông. Thì cái đoạn văn trước đây là chỉ sửa lại hai chữ ở trong cái từ điển mở. Do đó, cái bài viết mà cho rằng Nguyễn Văn Chính là Hàn Giang Phu Tử chỉ sao chép và sửa đổi một số từ của từ điển mở, đồng thời đổi hai chữ cư sĩ thành phu tử. Cách sửa đổi này không ổn là bởi vì Tuyết Giang cũng là con sông gọi tên là Hàn Giang. Nhưng ông Nguyễn Văn Chính, con đầu của Nguyễn Bỉ Khiêm, tuy cũng đứng vào hoàng khoa bảng như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Trương Thời Cự, Đinh Thời Trung v.v. Nhưng có điều rõ ràng là Nguyễn Văn Chính không phải là một người mở trường dạy học và không phải là một người đã giúp cho thế giáo một vài câu thanh nghị. Ông ta không phải là một danh sư có nhiều môn đệ, do đó Nguyễn Văn Chính không thể được cái hàm phong của cái người đời là phu tử. Phu tử không phải là một chức tước của triều đình, cũng không phải là một danh vị của xã hội, mà là một danh vị do học trò tôn phong các bậc danh sư có triết lý, có đường lối giáo dục, đào tạo con người, giúp ích cho đất nước và nhân dân. Do đó không thể có một phu tử thứ ba là Hàn Giang Phu Tử. Thì sau đấy chúng tôi sẽ nói rõ hơn về Tuyết Giang Phu Tử, tất nhiên là cụ Tràng Trình Nguyễn Bỉ Khiêm như dân gian thường gọi. Thì Tuyết Giang Phu Tử, Nguyễn Bỉ Khiêm sinh năm Tân Hợi 1491, đời vua Lê Thánh Tông năm Hồng Đức thứ 22. Thì đời vua Lê Thánh Tông về cái thời đại Hồng Đức là một cái thời đại rất là thịnh trị về xã hội. Tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương, nay là làng Trung Am, thì sinh ra và lớn lên trong một môi trường danh gia vọng tộc, một gia đình có học vấn, có chức tước và đạo đức, ngày xưa thì thường liệt vào quý tộc. Thân phụ là Thái Bảo Nghiêm Quần Công Nguyễn Văn Định, thân mẫu là bà Như Thị Thục, con gái quan thường thư Nhữ Văn Lân, một phụ nữ vừa giỏi văn thơ vừa am tường khoa lý sổ. Nguyễn Bỉ Khiêm được mô tả là một người khôi ngô, tuấn tú, tư chất thông minh. Năm một tuổi đã nói rành rẽ, tức nghĩa là phát âm đúng những chữ. Đến năm năm tuổi được mẹ dạy kinh sách và truyền miệng cho thơ văn chữ nôm, và tương truyền Nguyễn Bỉ Khiêm học đâu là nhờ đấy. Lớn lên, ông được một cái vị bạn nhạn gọi là Lương Đắc Bằng ở làng Lạch Triều, huyện Hoàng Hóa, cũng Thanh Hóa, vừa thông minh lại vừa chăm chỉ học hành, cho nên Nguyễn Bỉ Khiêm đã được thầy Lương Đắc Bằng khen ngợi và ưu ái. Vào giai đoạn đó, đất nước gặp biến loạn, Nguyễn Bỉ Khiêm không muốn ra ngoài xã hội, cho nên chọn cảnh ẩn dật. Năm Đại Chính thứ 6, tức nhiên là 1535, đời vua Mạc Đăng Doanh, thì ông ta đã 44 tuổi mới đi thi và đầu Tràng Nguyên. Vua nhà Mạc bổ nhiệm làm Tạ Thị Lang Lại Bộ kiêm Đông Các Đại Học Sĩ, tức nhiên là một vừa chức vụ hành chánh vừa một chức vụ giáo dục. Ông đỗ Tràng Nguyên và được phong là tước Trình Tuyên Hầu, nên dân gian gọi ông là Tràng Trình. Ông phục vụ nhà Mạc 8 năm. Trong thời gian tại chức thì Tràng Trình đã dâng sở hạch tội 18 vị đình thần lộng quyền, nhưng mà không được vua chuẩn y. Cho nên năm 1542, ông xin từ quan về ở ẩn tại quê nhà. Ông làm một cái nhà nhỏ ở đầu làng gọi là Bạch Vân Am, rồi sống cuộc đời lãng du nhàn nhã với thú ngâm vịnh thắng cảnh và những cái thói hư tật xấu của sự đời. Nguyễn Bỉ Khiêm
Bạch Vân Cư Sĩ còn mở trường dạy học ở bên bờ sông Hàn, tức như là trên bờ sông Tuyết Giang. Chạy qua làng Trung Am, con sông này có tên là Tuyết Giang. Các môn sinh đã tôn xưng thầy Nguyễn Bình Khiêm là Tuyết Giang Phu Tử. Tương truyền rằng thầy Lương Đắc Bằng đã truyền lại cho Nguyễn Bình Khiêm một cuốn sách gọi là Thái Ức Thần Kinh. Cho nên Nguyễn Bình Khiêm đã nghiên cứu học hỏi và cuối cùng Nguyễn Bình Khiêm trở thành một nhà lý số, một nhà tướng mệnh học. Tràng trình Nguyễn Bình Khiêm đã có thể tiên đoán được việc tương lai và đã từng giúp sức cho nhiều nhà chính trị đương thời. Chẳng hạn như cái chuyện mà lịch sử đã từng ghi thì đó là giúp cho Nguyễn Hoàng một lời khuyên: hoành sơn nhất đại, vạn đại dung thân. Tức nhiên là khi mà ở Bắc Hà có những chuyện xung đột giữa Trịnh và Nguyễn thì Nguyễn Hoàng đã tìm đến hỏi Tràng Trình Nguyễn Bình Khiêm bây giờ tính như thế nào. Thì Tràng Trình Nguyễn Bình Khiêm không nói thẳng vào vấn đề mà chỉ nói trọng trọng rằng là hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Nghĩa là phía sau dạy hoành sơn thì có thể là dung thân được nhiều đời. Nhờ đó Nguyễn Hoàng đã hiểu được ý và tìm cách đi về phương Nam. Và cũng nhờ cái hiểu ý đó mà Nguyễn Hoàng đã mở mang bờ cõi Việt Nam và thoát khỏi ảnh hưởng uy quyền và chủ trình. Và cùng cái câu đoạn đó, Việt Nam chúng ta đã có một cuộc nam tiến. Tuy Nguyễn Bình Khiêm đã về trí sĩ, nhưng vua nhà Mạc rất mực kính nể. Mỗi khi có việc quốc gia quan trọng, đều cho sứ thần tìm đến hỏi ý kiến và kế hoạch như là một quân sư. Hai năm sau, năm Giáp Thìn 1544, vua nhà Mạc lại sai sứ thần đến Bạch Vân Am phong cho Nguyễn Bình Khiêm tước công, tức là cao hơn cái tước hầu một bậc, và mời về triều giữ chức thượng thư bộ lại làm thái phó Trịnh Quốc Công. Một số nhà nghiên cứu cho rằng tên gọi Tràng Trình và tước phong của nhà Mạc cho Nguyễn Bình Khiêm là bắt nguồn từ hai nhà lý số danh tiếng họ Trình ở bên Trung Hoa đời nhà Tống, đó là Trình Di và Trình Hào, hoặc là Trình Y Xuyên và Trình Minh Đạo. Thế kỷ thứ 19, Đào Cao Đài đã liệt ông Tràng Trình vào hàng thánh trong hệ thống trời Phật Thánh Hiền Tăng và suy tôn ông là Thanh Sơn Đạo Sĩ hay là Thanh Sơn Chân Nhân. Người đời coi Tràng Trình Nguyễn Bình Khiêm là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam, đồng thời lưu truyền nhiều câu sấm ký được cho là bắt nguồn từ Nguyễn Bình Khiêm và gọi chung là sấm Tràng Trình. Nguyễn Bình Khiêm cũng được coi là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam một cách có ý thức thông qua các văn từ ông còn lưu lại đến ngày nay, nhất là trong phần mở đầu của sấm Tràng Trình. Về mặt xã hội, Tràng Trình đã có công chấn hưng đạo đức và nhất là cảnh giác con người đừng quá chạy theo đà vật dục mà quên đạo lý làm người. Ông đã vận động người trong làng dựng nên một ngôi nhà gọi là Trung Tân Quảng. Cái Trung Tân Quảng này có mục đích giúp cho những người nghèo khó, khuyến khích những người giàu có biết làm điều nhân nghĩa, nêu cao tình người. Tức nhiên là Trung Tân Quảng là nơi những người nào vô gia cư có thể tạm thời tới đó để dung thân. Và cũng nhờ Trung Tân Quảng mà những cái người giàu có họ mở cái lòng nhân ra, họ có nơi để thi thố biểu hiện cái đức nhân của con người. Nguyễn Bình Khiêm khi mà mở Trung Tân Quảng là ông ta đã từng thấm thía cái thói đời và tình người vào cái thời đại đó. Và đây là cái bài thơ mà trong cái thời học trung học nhiều người đã được đọc qua, đó là bài Thế Thái Nhân Tình. Đây là tất cả những cái nhận định và những cái nỗi xót xa của Nguyễn Bình Khiêm cho cái thói đời và tình người vào cái thời đại của ông. Thế gian biến cải vụng nên đồi, mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi,
còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Xưa nay đều trọng người chân thật, ai nấy nào ưa kẻ đại bôi. Ở thế mới hay người bạc ác, sang thì tìm đến, khó tìm lui. Thì cái bài Thế Thái Nhân Tình này là một cái nhận định rất là xót xa đối với thói đời và tình người của thời đại đó. Và hình như cái bài này trong thời đại này nó cũng vẫn còn có giá trị. Theo từ điển Nhân vật lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn năm 1992, thì Nguyễn Bình Khiêm có tất cả 12 con, vì 3 người vợ, 7 người con trai và 5 người con gái. Con trai trưởng là Hàng Giang Cư Sĩ, con trai thứ hai là Tùy An, tước Quảng Nghĩa Hầu, con trai thứ ba tước là Xuyên Nghĩa Bá, người thứ tư là Thuần Phu, tước Quảng Đô Hầu, người thứ năm là Thuần Đức, tước Bá Thứ Hầu, và người thứ sáu là Thuần Chính, tước Thắng Nghĩa Hầu. Tức như là 5 người trong kỳ 7 người con trai thì người nào cũng là được có cái được nhà Mạc phong tước. Tràng Trình mất năm Ất Dậu 1585, thọ 94 tuổi, đã để lại rất nhiều văn thơ, đặc biệt là cuốn Sấm Ký nói về các biến cố lịch sử, tiên tri một số sự kiện liên quan đến sự tồn vong của các triều đại. Thì theo sách vở thì nói rằng các cái lời tương đoán của Nguyễn Bình Khiêm có thể đúng trong Tam Bách Niên Chi Tiền, Tam Bách Niên Chi Hậu, có nghĩa là 300 năm trước và 300 năm sau. Và người ta đã sưu tập được lại thành tất cả là 487 câu. Thì kính thưa quý vị, gần 300 năm sau, Nguyễn Thiếp, một danh sử đời Lê Mạc, đã viếng cảnh xưa đến chỗ am Bạch Ân, mặc dầu Bạch Vân Am và Trung Tân Quảng trên bờ sông Tuyết Giang ngày nay chỉ còn một vài dấu tích. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ Tuyết Giang Phu Tử qua mấy câu thơ sau đây. Tràng Trình xưa đời Mạc, nay trên bến Tuyết Kim, rêu xanh trùm bia quán, mây trắng nhắc lều am. Am không bia cũng hư tàn, ta nay lưu lạc bên ngàn Tuyết Giang. Tuyết Giang Phu Tử đã để lại cuốn Bạch Vân Quốc Ngữ Thi. Thì cuốn Bạch Vân Quốc Ngữ Thi mà Nguyễn Bình Khiêm để lại là một di sản lớn lao của nền văn chương quốc ngữ, tức là văn chương chữ nôm của chúng ta. Thơ văn Nguyễn Bình Khiêm rất ít điển tích, rất ít từ ngữ Hán Việt, do đó ý thơ, tử thơ rất là hồn nhiên, chất phác thanh cao, và nhất là diễn tả tình cảm một cách chừng mực. Cái bài thơ tiêu biểu về cái triết lý nhân sinh của Nguyễn Bình Khiêm đó là bài thơ Cạnh Nhàn, bày tỏ nhân sinh quan tự nhiên và thanh thoát của Nguyễn Khiêm. Hầu như những ai có học chút ít về văn học sử Việt Nam đều biết đến. Thì đây xin trích cái này để kết thúc về cái buổi nói chuyện về Tuyết Giang Phu Tử hôm nay. Một mai, một cuốc, một cần câu, thơ thận dù ai vui thú nào. Ta dài, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Thu ăn mang trúc, đông ăn giả, xuân tắm hồ sen, hà tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Thì như vậy chúng ta thấy rằng có thể nói cùng Nguyễn Bình Khiêm là một hiền triết theo chủ nghĩa tự nhiên. Bởi vì sao? Một mai, một cuộc, một cần câu, thơ thận dù ai vui thủ nào. Tất nhiên là sống một đời rất là đạm bạc, không cần một cái sự gọi là yêu cầu đòi hỏi cái gì về ăn uống. Và cái triết lý rõ ràng, ta dài ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Mùa thu thì ăn măng trúc, mùa đông thì ăn giá, mùa xuân thì tắm hồ sen, mùa hạ thì không tắm hồ sen được vì sen mọc rồi cho nên phải qua ao.
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp và nhìn xem phú quý tựa chiêm bao, tức là sống vài vòng danh lợi và phú quý. Thì đây chính là những cái ưu điểm, những cái sự mà đáng kính và đáng học hỏi của triết gia Phu Tử. À, thưa anh, nhưng mà có cái chữ về tự Hán á, mình trích từ cái chữ mà Phu Tử đó là sao anh? Cái chữ Phu Tử này đó, nó rất là bình thường. Dạ. Bởi vì chữ tự này tức là con người, cũng là viết cái chữ như vậy. Tự viết hả? À, đó. Còn chữ Phu này á, là một cái người đàn ông trưởng thành. Trưởng thành tất nhiên là đã biết lý lẽ phân minh. Cho nên cái người mà đàn ông trưởng thành mà được tôn trọng ở trong xã hội, tức nhiên là mực thước đường hoàng, thì ta gọi là trưởng phu. Thì chữ Phu Tử này cũng là chữ phu đó thôi. Yeah. Đó, chữ phu tức là giống như chữ thiên nhưng mà nhô cái đầu lên. Yeah. Cái chữ phu mà bà Hồ Xuân Hương mà nói rằng là duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc, và chữ thiên mà lồi lên trên một chút có thể thành chữ phu. Nhưng mà hồi xưa cái sự thừa nhận á, nó phải có một nhà vua ban hay nhân hay làm sao mà mình chọn người này mà không chọn người kia thế? À không, Phu Tử nhà vua không có can thiệp được. Yeah. Bởi vì Phu Tử là chỉ dành cho những người có một đường lối, một chính sách giáo dục và được xã hội và được con người dân gian công nhận. Yeah. Đó. Cho nên khi mà Nguyễn Huệ mà nhận cái La Sơn Phu Tử, nhận ông Nguyễn Thiếp là Phu Tử là do nghe tiếng tâm đồn ở trong cái xã hội, thì ông ta mới viết xưng là xin Phu Tử, hay nghĩa là chiếu cố cái lời mời của tôi để ra giúp nước. Nhưng mà tại sao trong cái Trung Quốc á, bao nhiêu ngàn năm mà chỉ có một cái Khổng Phu Tử, mà có thể có nhiều hơn chứ? À, không thể có nhiều hơn được, bởi vì chân lý là chỉ có một thôi. Yeah. Bởi vì thế này, có như ví dụ một cái sở dĩ, ví dụ như một cái đường lối giáo dục mà nó tinh vi rồi đó, thì chỉ có một đường lối giáo dục đó thôi, cái trục đó rồi. Còn sau này mình có thêm thắt cái đi nữa thì cũng là chỉ là râu ria ở xung quanh mà thôi. Cũng giống như ví dụ ngày xưa, cái thời đại của cái phát triển khoa học, thì Nam thấy rằng là lúc trước là cứ đẩy số bức mệt đi, nhưng mà đến khi mà phát minh ra cái bánh xe thì chỉ còn bánh xe thôi, cái trục giữa đây lăn đi nhanh hơn mà nhẹ nhàng hơn, thì cái bánh xe là chính. Còn bây giờ mà làm ra mà xe 10 bánh, 20 bánh, 100 bánh này nó cũng chỉ là bánh xe mà thôi. Yeah. Cho nên cái nhà phát minh ra Âu Châu thì hay, cho nên cái người đầu tiên làm chiếc xe mà chỉ chạy có 2 cây số một giờ đó thì cũng được tôn vinh, đó là tổ của xe. Cho nên không thể nào mà có thêm một cái triết lý giáo dục mà vượt qua được cái triết lý của Khổng Tử. Cũng như bên Ấn Độ thì không có triết lý giáo dục vượt qua được triết lý của Tất Đạt Đa, của Thích Ca. À, cho nên bây giờ có thêm, có nói gì nữa, ví dụ như là bên Phật thì khác, là bởi vì thế này, không phải là tôi. Vì Phật nói là Phật cũng nói gì hết. Là vì sao? Đó là cái chính cái trục của vũ trụ và chân lý của vũ trụ. Cho nên sợ gì mà ta có hai người, là bởi vì hai cái địa phương và hai thời đại. Và khi ông Trần Trình đã qua rồi thì Nguyễn Huệ mới cần đến ông Phu Tử thứ hai. Cho nên nhắc đến có hai người, không phải là nhiều hơn đó, nhưng mà vì họ thể hiện, có như thể hiện trong từng thời đại khác nhau đó. Cũng như là ví dụ có hàng hà sa số Phật, mỗi Phật có hiện ra trong một cái hoàn cảnh khác nhau. Yeah. Bởi vì tùy duyên mà hiện thôi đó. Cho nên không tự hiện ra cái thì là coi như là từ xuân thu chiến quốc rồi chứ hết. Nhưng mà cả một cái triết lý như vậy mà đi đâu cũng bị đuổi hết đó. Có như cái cuộc đời của Khổng Tử ấy, đem dâng cái kế hoạch của mình cho vua nào cuối cùng cũng bạc hết đó. Tại sao anh? Là tại vì sao? Không đủ duyên. Đôi khi định thần đông hơn là trung định thần. Định thần đó là khả thế này không? Cho nên khả chứ đó. Chính Khổng Phu Tử đã có kể câu chuyện là Phu Tử xin gặp một tướng cướp. Tướng cướp thì
Ông Hồng Phú Tử, ông có một, tôi quên tên cụ thể rồi, nhưng mà ông có một cái người bạn làm dưới trướng một tướng cướp nổi tiếng của thời đó. Thì Xuân Thu Chiến Quốc là loạn lạc vô cùng, mọi người anh hùng cả cử. Thì Khổng Tử mình nghe tiếng cái ông tướng cướp đó giỏi lắm, được nhiều người khâm phục, được nhiều người quay về. Thì ông ta mới xin gặp cái ông tướng cướp đó, xin yết kiến. Thì chính chính Khổng Phu Tử gửi thư vô yết kiến cho người đem ra, nói cũng được, mày cũng xứng đáng gặp tao. Thì đến khi ông ta nhất định là phải gặp cho được, cho nên tình cờ tìm ra một người bạn cũ của mình đang làm dưới trướng mà là rất là có uy tín đối với cái ông tướng cướp đó. Thì cuối cùng cái anh bạn này vô nói với tướng cướp, nói thôi bây giờ nó khao khát được gặp mày, thì bây giờ mày cho nó gặp một chút đi cho nó thỏa mãn. Thì cuối cùng vì nể lời người bạn, tướng cướp đã cho Khổng Phu Tử vào yết kiến. Thì không biết là cái cuộc đối thoại như thế nào, bởi vì khi mà người bạn nhận vào rồi cái đó, thì người bạn ra liền để cho Khổng Tử gặp cái tướng cướp. Thì người ta không biết cái nội dung mà khi gặp gỡ như thế nào, nhưng mà chỉ khoảng chừng một cái khắc, một thời khắc khoảng chừng bây giờ mình nói có thể nửa tiếng đồng hồ sau đó, thì Khổng Tử từ trong cái dính tượng đó ra, mặt mày phấn khởi ngon lành lắm. À, thì thằng bạn hỏi thế nào, chủ tượng nói sao, nói đây tao biết, tao gặp chân lý rồi, tao biết chân lý rồi. Hỏi chân lý là sao, nói là tao tưởi về nhà và nói bây giờ tao chết là vừa rồi, tức là thỏa mãn rồi đó. Đó. Thì sau đó cái tiết lộ là thế này, cái ông tướng kia hỏi Khổng Tử thế này: trong tay anh không có một tất sắt làm ra anh nói chuyện hòa bình được, anh muốn có hòa bình anh phải chuẩn bị chiến tranh, anh phải có uy tín này nó có sức mạnh thì anh mới bình định cái xã hội này được. Đó. Cái lý thuyết khó mà thuyết phục được, cho nên muốn thuyết phục lý thuyết thì đằng sau phải có sức mạnh đó. Thì Khổng Tử mới sáng ra, thế ra cái gì cũng phải có lực đó, thuyết không mà không có lực thì không có thể nào đem cái sách ra để mà bình định cho thiên hạ được. Thì cho vậy cho nên trong cái chuyện của Khổng Tử thì ví dụ như là câu chuyện mà ai cũng dẫn là Khổng Tử gặp người hàng khác, tức như là trên đường đi, xe Khổng Tử đi, thầy trò đang đi, thì có một cái thằng nhỏ khoảng độ 3 4 tuổi gì đó, nó xây thành xây nhà đồ ở giữa đường á, mà đường ngày xưa thì với chiếc xe kéo thì không có bao nhiêu. Thì cái người mà kéo xe về dẫn người đi của Khổng Tử thì tới la thằng nhỏ: "Ê nhỏ, dẹp thành dẹp nhà đi cho xe ta đi." Cái thằng nhỏ nó: "Sao vậy được, từ xưa nay là xe tránh nhà tránh thành chứ không có bao giờ thành tránh xe hết." Thì ông Khổng Tử nghe cái đó cái thì chạy tới liền, thì mời mời thằng nhỏ lên trên xe. Hắn đi, hắn nói rằng: "Tôi còn nhỏ, còn cha mẹ già rồi không có đi với người lạ." Thì cuối cùng á, là nói rằng là: "Mày có biết Khổng Tử không?" Nói: "Có nghe nói, nghe nói Khổng Tử giỏi lắm phải không?" À, thì cái thằng đồ đề nói: "Ừ giỏi lắm." Nói: "Bây giờ hỏi mấy câu được không?" Thì Khổng Tử nói: "Hỏi đi." Thì cái anh hàng thạc đem hỏi thế này: "Bây giờ ông nói cái gì ông cũng cũng biết hết, thì tôi hỏi ông là trước con mắt ông có mấy sợi lông mi?" Thì Khổng Tử thua rồi. Rồi thì Khổng Tử mới lại qua: "Biết thua rồi, nói thế này, cái chuyện nói cái chuyện xa hơn thế chứ còn không, lúc đầu thì hỏi chuyện trên trời, thì nói trên trời có bao nhiêu sao." Thì Khổng Tử bí:
Rồi tôi nói đến làm sao mà nói hỏi cái chuyện xa vậy? Chuyện trước mắt cũng hỏi, thì hỏi chuyện trước mắt là có mấy sợi lông mi. Thì công tử cũng bị. Rồi hỏi nó bây giờ, hỏi cái chuyện gì thực tế đi. Hỏi nữa thì trên thế gian này có mấy cái nhà. Đó, thì cuối cùng Khổng Tử mới chấp tay nói rằng là hậu sinh khả úy. Đó, cái người sinh sao đáng sợ, tức như là cũng phải là cái trí tuệ. Khổng Tử muốn kể cái chuyện này là chứng tỏ rằng cái người mà được người ta cho là hiểu biết rất là rộng rãi cũng vẫn không thể nào mà biết hết mọi chuyện, và cũng còn có thể thua trí một đứa trẻ mới sinh ra. Wow, câu chuyện rất thú vị phải không thưa quý vị? Chúng tôi xin câu chuyện hôm nay đã dài. Chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Châu, và phần 2 của câu chuyện Phu Tử sẽ được nói đến trong tuần tới. Mời quý vị theo dõi. Kính chúc quý vị một đêm bình an. Xin rồi, cảm ơn giáo sư. Xin kính chào quý khán thính giả, và xin hứa sẽ gặp lại trong cái chuyện nói về La Sơn Phu Tử, một danh sĩ của cái thời Quang Trung, và một cái người đã có rất nhiều ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của Quang Trung Đại Đế. Xin cảm ơn quý vị.